Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ Kevin đang ở hãng xe Honda Auto Fair nha, tại Manchester, New Hampshire. Thì hôm nay thì sẽ đưa anh gia đình anh Ánh đi ra mua thêm một chiếc xe nữa cho chị Thủy là vợ của anh Ánh. Đó, thì lúc trước thì đã có tới đây mua cho chiếc xe của anh Ánh rồi. Bây giờ nói chung là chị Thủy chỉ phải cần một chiếc xe để đi làm. Thì bây giờ bắt đầu ra đây để mua thêm một chiếc nữa. Nói chung là cuộc sống ở bên Mỹ này bắt buộc phải có vợ chồng, mỗi người phải có một chiếc xe, chứ không thể nào mà đi chung một chiếc được hết á. Ok. Đây, đây. Nên hãng Honda thì lúc nào nó cũng đông đúc ha. Em nhớ last coi nè, hãng Honda nè. Ông Ánh với ông Hồng thì ông rất mê cà phê đây. Lúc nào tới đây cũng uống cà phê đó, nói cà phê đây ngon nhất trong các tiệm cà phê luôn. Biết làm sao không? Có mùi nhang. No, anh uống cái này thôi, không có uống mùi nhang nha. Thì nó có cái mùi nhang. Oh, yeah. Đúng không? Cho nên vì vậy nó mới ngon đúng không? Ông chưa hiểu mùi, ông chưa luôn, có mùi nhang luôn. Yeah, just put everything on the table and then. Đây. Vẫn chạy rác được yên tâm. Mình bữa là chồng, bữa nay tới vợ, đúng không? Nay là tới vợ với chị Thủy mua. Đây, chiếc là đẹp nha, màu xanh xám Honda Civic. Ngon lành cành đào luôn. Không sao. Sao? Này xe này thằng Henry nó tính cho nó không à, đâu tính cho mẹ đâu. Đâu tính cho mẹ. Dạ. Yeah. Tính là toàn là độ xe phăng xe không mà. Trời ơi là trời. Đây chiếc xe. Hai vợ chồng đi mua xe, bữa nọ là chồng mua, bữa nay thì vợ mua. À, cũng vẫn dealer năm xưa. Nói chung là ở bên Mỹ này đó là mới qua thì nghĩ là chỉ cần một chiếc thôi, nhưng mà ở lâu rồi sẽ hiểu cái cuộc sống ở bên Mỹ này là phải có, bắt buộc mỗi người phải có một chiếc xe. Như Việt Nam là phải cần chiếc Honda hai bánh. Như là què chân không có xe là ở bên đây là thành như là cắt đi hai cái chân luôn, cục chân luôn đó. Bắt buộc là phải có xe, mỗi người một chiếc, để mỗi người đi một hướng mà. Cho nên chồng đi làm một hướng, vợ đi làm một hướng, bắt buộc phải có xe. Con cái đi học thế này thế kia nữa, chưa kể là sau này thằng cu nó cũng phải là cần một chiếc nữa. Rõ ràng là mỗi người một chiếc. Mua xe hơi nó như ở Việt Nam mua Honda vậy thôi. Đây đi mua xe thì cũng đi chợ vậy, mua bó rau bó cải vậy mà. Chỉ đắt hơn tí xíu. Cố gắng còng lưng hay gắng chảnh nào. Không, nhưng mà nói chung là cái thủ tục hành chính mua bán nó rất là dễ, chứ không có gì cả, nó rất là dễ luôn, nó thoải mái cho người mua. Đó, kiểu nào mua cũng được hết, có nhiều tiền thì mua xe nhiều tiền, mà có ít tiền thì mua xe ít tiền. Đó, vậy đó. Nhưng mà cái thủ tục thì hãng nào cũng như hãng nào hết. Đó. Việt Nam mình ở đâu, cũng nhập hàng nhiều. Đó, thì đây là một cái video tài liệu tham khảo thôi cho mọi người mà ai mà gần qua Mỹ định cư. Đó, thì mọi người cũng đã biết trong những cái video clip của Calvin rồi, thì đây là anh Hồng. Đúng không? Anh Ánh, đó, gia đình anh Ánh, đó. Ok không? Ok không? Vừa không? Chị chỉnh lên hết tất cả luôn. Ok không? Đó, đẹp, phụ nữ chạy là đúng luôn. Đúng bài luôn. Đó. Chiếc này là có giá là 21.755 đô cộng phí. Honda Civic. Mua xe mà thấy bố mẹ mặt rầu mà thằng con là xuống mặt cười tươi tịnh cười như mùa xuân luôn. Tại nó tính nó độ hết rồi. Nó nào là nó tính nó độ là cái này thành cặp bông này nè, rồi xong máy chỉnh turbo, xong rồi phăng đuôi lên, rồi xong rồi thăng mâm bánh mâm, rồi xong rồi đổi màu sơn, rồi thay ống bô đó, chưa ảnh tính hết rồi.
Thì theo dõi những cái video clip của Calvin thì cũng đã biết rồi ra hai khuôn mặt quen thuộc. Sao anh? Lâu ngày chưa hỏi nánh, cảm giác là đi bây giờ định cư qua Mỹ sao rồi? Cuộc sống bên đây làm sao? Máy bay. Đây là gần sân bay luôn. Sao? Cuộc sống tạm ổn rồi ha. Từ từ mọi thứ nó thích nghi vào cuộc sống. Ở đâu thì sống đâu dần nó quen đấy thôi. Có anh Hồng sao anh Hồng? Cũng vậy hả? Từ từ thích nghi vào ha. Đấy. Chuẩn bị qua Texas rồi. Anh Hồng thì chuẩn bị có một cái tin này báo với mọi người nè. Là anh Hồng chuẩn bị move qua bên tiểu bang Texas. Chứ ở bên này đâu chịu không nổi. Lạnh. Đúng là cái xứ lạnh. Chịu không nổi. Nhưng mà anh chuẩn bị move qua bên Texas. Vùng nó ấm áp hơn. Qua bên kia làm chủ. Qua bên kia làm chủ. Đó. Về cái khu cũng đông đúc người Việt Nam mình hơn. Đó. Thì là anh Hồng là dự tính anh Hồng là sắp đến một ngày gần nhất thì anh Hồng sẽ đi qua Texas. Thì sẽ có những cái video của anh Hồng đi qua Texas. Và chơi với ông Hồng. Đó, lạnh ấy, ông lạnh cuốn luôn hai người. Ông đánh con đỡ, ông Hồng rung luôn, lại bậy luôn. Thời tiết này thì thời tiết mát mẻ mà, nhưng mà chưa quen. Nhưng mà ông Hồng thì đến mùa đông á, ông bị đau nhức chân, đau khớp như vậy đúng không? Lạnh. Đó. Chiếc này thấy cũng nhẹ nhàng. Phụ nữ chạy như vậy là nhẹ nhàng rồi. Ok rồi. Thấy, con Mỹ sao? Thích nghi cuộc sống chưa? Thích nghi rồi. Thích nghi rồi. Nhưng mà giờ quan trọng là học anh Văn nhiều vô nữa thôi. Anh Văn ha. Cũng nói đi nói tới là cũng là anh Văn. Quan trọng cỡ nào đúng không? Đúng rồi. Trước nghĩ tưởng nói chơi không sao hết, giờ mới biết lợi hại tiếng Anh là gì. Đúng rồi, cái gì phải tiếng Anh. Tiếng Anh hết. Cái đây. Hello, my love. Ok, rồi, deal chốt. Got the deal. How you doing, brother? That's my sexy brother. Good to see you. Absolutely. Good to see you. Always bringing your family. Always. As always. Nothing changed. Honda all the way. Kelvin's the best. Follow me. Rồi, chốt deal xong xuôi. No, I'm here. All right. So, okay, vui vẻ cả làng. Đây là... Ôi, coi gì nữa. Một, coi ôi trời, chiếc mình không xoa đi xoa chiếc người ta. Chết thiệt luôn. Mừng quá, chết thiệt luôn đi xoa chiếc người ta. Rồi, vui vẻ. Tháng sau là phải lấy bàn. Rồi cảm giác làm sao? How do you feel? Cảm giác làm sao? Sung sướng. Mấy năm rồi giờ mới có ôm chiếc xe. Mấy năm giờ ôm chiếc xe riêng của mình. Chiếc xe riêng của mình luôn. Có mẹ không có xe lít của mẹ mà. Mình đang nói xe. Này nó dụ mẹ từ nãy giờ. Không có đâu. Nó là mừng nhất á. Mừng nhất á, trong lòng là mừng nhất, nhưng như mùa xuân đã đến rồi đó. Không có, bên nói chung là bên Mỹ này là phải có chiếc xe. Đúng không chị? Người thật việc thật người thật. Ai cũng phải có một chiếc xe, mỗi người một việc, mỗi người một hướng. Con cái rồi thế này kia, chứ một chiếc xe mà đi chung một gia đình là hoàn toàn là không thể nào mà được nha. Mệt mỏi luôn đó. Chứ đúng rồi, quay tới quay luôn. Mốt bằng đi nó lớn đi, có thể nó đưa em nó đi cũng được. Đi học đúng rồi. Không, nó quanh là nó never, chở em cũng được, thí dụ vậy. I'm never do this. Sao vậy? Ủa sao không chở em đi? I'm chắc nó đi chở gái đi. Chở gái đi, em cũng chở gái. Rồi, bà người tốt. Đấy, vui vẻ, xong xuôi. Giờ là mấy tháng rồi ta? 6 tháng ha? 6 tháng. Chưa được 6, gần 6 tháng. Hai chiếc xe, đây là chiếc thứ hai. 6 tháng phải không? Gần 6 tháng. 27 đến 12. Đó, 17. 17 là qua 6 tháng rồi nè. Giờ 27 mà là 6 tháng 10 ngày. Ok. Nửa năm. Rất là vui luôn. Ông em mà nếu mà em chạy thì mọi người cũng đã biết, thì Calvin cũng nhắc lại, nếu mà có ai là new subscriber mới của kênh của Calvin thì là anh Hồng và anh Ánh là đi theo diện EB3 đó. Đó, thì bây giờ đã rất là, giờ nói chung là hòa nhập, thích nghi vào cái cuộc sống của Mỹ rồi. Bắt đầu từ từ mình build lên
từ từ mình xây dựng lên đó ở bên Mỹ này. 6 tháng là nhà. Cái đầu tiên này là chiếc xe. 6 tháng là xe sao cho nó xong, xong rồi đến 1 năm. 24 tháng hả? 24 tháng cho đến 48 tháng là tới phiên nhà, mua một căn nhà. Đó. Thì ai cũng vậy thôi, bất ai cũng phải vậy, từ từ mình build từ từ đó. 10 năm là công ty. Hả? 10 năm là công ty. 10 năm là ri đó, nó là công ty, nó lên tổng giám đốc. Ok. Quyết định như vậy. Ở đây mở công ty riêng dễ lắm. Quyết định như vậy. Nhưng mà là làm ăn được thì không. Đúng rồi. Lời khuyên chân thành luôn nha. Lần thứ 1000 mà Kevin khuyên mọi người đó, nếu mà ai mà sắp sửa có định cư qua Mỹ, cái điều quan trọng nhất nhá là nên học tiếng Anh đi. Đúng rồi. Thiệt luôn, cái này có tiếng Anh. Hết lòng hết dạ khuyên luôn đó. Phải học tiếng Anh. Tiếng bồi cũng được, miễn cái gì cũng được, học từng chữ mỗi ngày, học vài ba chữ để qua đây mình có một số vốn tiếng Anh, thấy không? Chứ qua đây hỏi đây này, nhân vật thật này nè. Không tiếng Anh không? Khó lắm luôn. Đúng rồi. Cuộc sống khó lắm luôn nếu mà không biết tiếng, phải bắt buộc nhập, bắt buộc học, có thời gian mình, thay vì trong mấy năm mình chờ đợi để chuẩn bị mình qua định cư đó. Ừ. Thời gian đó là nên học đi. Ráng mà học vào, học làm sao cũng phải học. Đó, với lại cái gì nữa, học một cái nghề nữa đúng không? Học cái nghề nữa. Đó. Nghề gì cũng được, phải có cái nghề. Rồi, còn bên bé này, high school, đi dạ. Đi trường học làm sao? Đi học bình thường, vui. Học bên Mỹ sao? Học bên Mỹ thì nó dễ hơn bên Việt Nam thôi. Khác thôi, khác gì? Khác dễ hơn là dễ như thế nào? Thì bên này dễ là... và cái dễ và cái khó. Cái khó là khó ngôn ngữ, còn cái dễ là dễ các môn học, cái môn nào cũng dễ. Ok, rồi bạn bè hay là như là có bị kỳ thị, hay là như thế nào không? Cô giáo, thầy giáo rồi mọi thứ. Nói chung là có bị kỳ feel, cảm giác là bị kỳ thị không? Never. Không có đúng không? Dạ. Là bạn rồi với lại người ở nước ngoài ở bên này thì người ta có dễ chịu mình không? Có. Dễ. Nhưng như là mình sai cái gì là người ta sẽ nhắc mình cái đó luôn, chứ không là không phải là nhắc theo kiểu là thấy đẻo gì mà mình nhắc để mà thay đổi. Đó, tuyệt vời. Đó, bây giờ là thoải mái đúng không? Dạ. Vào trường, ra trường là đi các lớp là ok đúng không? Vâng. Đó, đi ngon lành luôn, đi bây giờ học lớp mấy đi? Dạ, lớp 10. 10. Đi bây giờ học lớp 10, còn Cindy là... Nancy là lớp 6. Đó, thấy chưa? Một tương lai sáng luôn, rực sáng luôn. Nói chung là bố mẹ cực khổ để cho hy sinh. Có nghe là đôi khi mà cái tuổi mình lớn quá, thật sự mà qua bên Mỹ mà vì bản thân mình thôi đó, thì nói chung là nó cũng khó khăn ngay từ mấy cái bước đầu, cái thời gian đầu tiên. Hoặc là có thể khó, rất là khó. Nhưng mà nếu mà vì con cái, vì tương lai của con em của mình đó, một tương lai mà sáng rực rỡ luôn đó, là tuyệt vời. Chỉ cực vài năm thôi, nhưng mà đúng không? Nhưng mà Ri mà học high school đi lớp 10 phải không? Vâng. 2 năm nữa là Ri học xong ra trường, ra high school là bắt đầu vào đại học rồi. Ri là bây giờ hiện tại đi học high school là hoàn toàn là miễn phí luôn nha. Rồi nếu mà chịu khó ráng học giỏi đây kia là có những cái học bổng, sponsorship rồi scholarship rồi hay khó đi học. Kể cả mình không có scholarship nhưng mà ở bên đây người ta cái học vấn người ta khuyến khích mình, con em có đi học, có những cái chương trình mà mình vay mượn tiền của chính phủ rồi học xong trả, cũng như rồi cái khoản trả nó cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng mà vẫn có thể là cấp sách đến trường và cái tương lai mình nó sẽ được sáng, tuyệt vời luôn. Dạ. Bây giờ đang bàn tán ký giấy tờ. Vẫn cô ấy năm xưa. That's it for now. I'll go get a detail and fill it up. Okay, we'll get you out of here soon. All right. This is lần đầu tiên Kevin thấy Cybertruck, Tesla Cybertruck. Lần đầu tiên, first time, my very first time. Wow! Wow! That's just sick! You just press this and it opens right up. Whoa! Opens up 90 degrees. Ladies and gentlemen, my first time sexy Calvin C Cybertruck. So nothing, huh? Simplistic. Wow! Man!
Get it. It's so much fun. Wow. So you can manage everything right from here? Yeah. If you double tap, well, the window, if I shut the door. So if you shut the door, you can tap on the other one. Tap it twice, the window. Oh my God. Wow. Oh, this is awesome. Look at the wiper. Oh, it's not gonna work. Oh, it's because it's... Thank you. Đó, đây là thủ tục hành chính là ngồi mua xe là như vậy, ký những cái giấy tờ hành rất là đơn giản thôi chứ không có gì cả, bảo hành của chiếc xe rồi hai vợ chồng đứng tên đó, đơn, cũng bảo hành 3 năm 4, mấy đơn giản bố. Vậy rồi ký giấy tờ xong bây giờ là đợi vào trong phòng finance finalize là xong xuôi lái chiếc xe. Bữa nay chị Thủy lái về luôn hả? Quất luôn đi. Thôi. An toàn đi. An toàn là chính. Rồi ký tên bút xa là gà chết. Rồi ký đó. Bút xa là gà chết nha. Suy nghĩ lại nha. Trời, ông đi ông cầm cái pizza đó kìa. Okay. Mừng ha, cười tươi ha. Cười tươi ha. Ký cái mà nó đánh cái màu xanh đó, đúng rồi, chỉ ký ở đó. Cái bảo hành của chiếc xe này kia đó. Ta hồng. Đó. Tao sắp sửa đổi qua Texas đổi Mercedes. Là lúc mà đếm tiền. Mỹ cái gì cũng giỏi nhưng mà mỗi đếm tiền là chậm. Việt Nam mà đếm là kinh khủng luôn. Sạch 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 sạch. Nhất là vùng châu Á mình á. Đếm tiền thì thôi rồi, như là cái máy đếm nha. Pa 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 xong. Thấy chưa? Thấy nghe, tại vì bên này người ta đâu có xài tiền mặt đâu. Ta xài bằng check với lại thẻ không mà. Coi đếm thấy thương luôn á. Đếm mình thương luôn á. Đếm tội luôn á. Anh mà nào đội tờ một đồng á. Đếm mà. Hey, congratulations guy. Rồi chúc mừng. Thằng này là nó vui nhất luôn. Cầm nó có hai chì chưa? Chúc nó ra đưa thêm chì thứ hai nữa. Ok. Rồi. Congratulations. If you have any questions, feel free to come by or stop by. Yeah. Thank you very much. Nice to meet you. Okay. Bye. Chúc mừng. Thank you. Rồi đi ra nhận xe. Ơi, ra nhận xe. Xe đâu? Đây. Ok. Hai chìa khóa phải không? Hai chìa khóa. Who's the car for? For the... Oh. Wife. Are you excited? Last one. We're good to go. Good to go. Good to go. Be safe. If you guys need anything, give us a call, okay? Thank you. Congratulations. All set. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ê, cười tươi, ok.
cười tươi. Đẹp quá, đẹp luôn. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ok. Kevin xin kết thúc video ngay tại đây. Bye mọi người. Đây là hãng xe Honda. Ừ. Không có gì ngoài Honda. Ok, chút xíu gặp nồng. Này, bữa nào hốt chiếc này nè, mọi người nhớ không?